Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinFast lén lút ra mắt tại Thái Lan. Không biết ông Vượng sợ điều gì? Mới đây trên trang báo readthebooster.com cho biết VinFast đem xe trưng bày tại Thái Lan từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 vừa qua nhân sự kiện Future Asia được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc gia Queen tại Bangkok. Lần này, ông Phạm Nhật Vượng đem sang Thái Lan trưng bày hai mẫu xe là VF8 được xác định là cạnh tranh với Mazda CX-8 và mẫu VF9 là phân khúc cạnh tranh với Mazda CS-9. VinFast âm thầm mang xe trưng bày tại Thái Lan. Thị trường Thái Lan là thị trường khu vực Đông Nam Á. Tại đây, các thương hiệu ô tô Trung Quốc như MK là thương hiệu lâu đời của Anh Quốc nhưng nay thuộc về tập đoàn Trung Quốc và Bang cũng đang bán rất chạy. Thị trường Thái Lan là thị trường khó tính hơn thị trường Việt Nam, nhưng nó không đến nỗi khó tính như thị trường Mỹ. Vì vậy, xe Trung Quốc đã tìm được đất sống ở đây. Trong khi đó, người Tàu vẫn chưa thể xâm nhập được vào thị trường Mỹ. Thị trường Thái Lan là thị trường khá trung thực với thương hiệu VinFast. Bởi vậy, VinFast không thể sử dụng vũ khí yêu nước để mà tiếp thị. VinFast cũng không thể thao túng báo chí nơi đây. Muốn xâm nhập, ông Phạm Nhật Vượng cần quảng bá mạnh trên các tờ báo lớn tại Thái Lan. Nhưng không hiểu vì sao, lần này ông Vượng lại chọn cách ra mắt rất âm thầm đến như vậy. Người Việt Nam đang tị nạn và người Việt đang làm ăn sinh sống tại Thái Lan cũng khá đông. Đây là một bộ phận ông Phạm Nhật Vượng có thể đánh vào lòng yêu nước. Và tại sao ông không tận dụng điều này? Hay ông sợ người Việt Nam tại Thái Lan lại bóc phốt xe VinFast ngay trên đất Thái? Công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam không có gì. Vậy trong ruột VinFast thì có bao nhiêu phần là linh kiện hàng Việt Nam? Tại thị trường Đông Nam Á, xe điện Trung Quốc đã xâm nhập trước xe điện VinFast và họ đang có lợi thế tại thị trường Việt Nam, mặc dù họ là người đến sau so với VinFast. Hiện nay chưa có doanh nghiệp ô tô nào của Trung Quốc là thương hiệu toàn cầu, mặc dù có nhiều hãng có vốn hóa đôi khi còn hơn cả những thương hiệu toàn cầu. Như vậy, nếu VinFast muốn cạnh tranh với những thương hiệu toàn cầu như Tesla, Hyundai, Nissan, v.v., thì trước hết hãy tính đến bài toán cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc trước đã. Thương hiệu VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đã xuất hiện được 5 năm, trong đó có 3 năm sản xuất xe xăng và thất bại, sau đó mới chuyển sang sản xuất xe điện. Có người cho rằng nếu ông Phạm Nhật Vượng định hình xe điện ngay từ đầu thì ông đã có thời gian cạnh tranh với xe Trung Quốc tại thị trường Đông Nam Á. Qua 5 năm làm ô tô, yếu điểm lớn nhất của xe VinFast là chất lượng. Có thể ban đầu xe không đạt được chất lượng, nhưng đã qua 5 năm mà chất lượng thì vẫn không được cải thiện, thì điều đấy là tự sát. Muốn cạnh tranh với xe Trung Quốc, ông Vượng phải cạnh tranh với họ về chất lượng, về giá và về hậu mãi. Xe Trung Quốc xưa nay chỉ có lợi về giá, còn chất lượng và hậu mãi thì thường chưa có tiếng. Còn xe VinFast, liệu chất lượng và hậu mãi có gì khá hơn xe Trung Quốc hay không? Có ý kiến cho rằng về chất lượng và dịch vụ hậu mãi, VinFast cũng không khá hơn xe Trung Quốc. Tuy nhiên, VinFast lại bán giá quá cao. Cho tới nay, người Thái vẫn chưa cho ra thương hiệu ô tô riêng của họ, mặc dù họ có ngành công nghiệp phụ trợ ô tô vượt rất xa Việt Nam. Xe Nhật sản xuất tại Thái Lan luôn được đánh giá tốt hơn xe Nhật sản xuất tại Việt Nam. Điều đó đã chứng minh rằng năng lực sản xuất phụ tùng ô tô của người Thái rất cao. Không hiểu ông Phạm Nhật Vượng mang xe sang Thái Lan giới thiệu nhưng lại không công khai. Ông đang sợ điều gì? Sau khi Việt Nam bị chê là không sản xuất nổi một con ốc, thì công ty VinFast xuất hiện với nhiều người đã ngạo nghễ cho rằng Việt Nam hơn Thái Lan. Hơn hay không thì phải đợi thời gian trả lời. Tuy nhiên, người Thái họ không vội vã chạy theo danh hão để sớm nở, tối tàn. Có khi họ chậm đấy, nhưng họ đang có một nền công nghiệp phụ trợ chất lượng. Việc một thương hiệu thuần Thái nổi lên không khó. Tuy nhiên, nếu nổi lên mà không bằng được các thương hiệu toàn cầu khác, thì nổi để làm gì? Thực tế, không chạy theo danh hão, đó là thứ mà người Thái Lan hơn hẳn người Việt Nam cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin VinFast lén lút ra mắt tại Thái Lan. Không biết ông Vượng sợ điều gì? Tổng Trọng muốn đưa Việt Nam vào thời ăn lông ở lỗ. Ông Nguyễn Phú Trọng là một con người cổ hủ, trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin độc hại. Đó là điều không thể chối cãi. Ông Trọng đang làm mọi cách để duy trì chế độ cộng sản ở Việt Nam.
ai dám nói tới đa nguyên hay đa đảng đều bị ông Tổng tống vào tù và trừng trị rất nặng. Thiên hướng của ông Trọng là ngả về phía Trung Quốc để đảm bảo sự cai trị của đảng. Ngoài ra, ông Trọng còn dành ưu ái đặc biệt với những quốc gia độc tài như Nga, Iran, Cuba, Bắc Triều Tiên, v.v. Độc tài toàn trị dân bằng bạo lực, phù hợp với lý thuyết bạo lực cách mạng cộng sản. Xã hội Nga, Trung Quốc và Iran hiện nay cũng là xã hội công an trị tương tự như Việt Nam. Tuy với mức độ có khác nhau, nhưng về bản chất thì giống nhau, cũng dùng bạo lực để áp đặt lên ý chí của những kẻ độc tài lên đầu người dân. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bắt tay Tổng thống Ukraine Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật. Riêng nhà nước Iran là nhà nước Hồi giáo cực đoan, họ hành xử man dợ như thời Trung Cổ. Họ lập ra cái gọi là cảnh sát tôn giáo, họ tự cho họ cái quyền hành với phụ nữ, đôi khi chỉ vì lỗi đơn giản như không đeo khăn trùm kín mặt, theo luật đạo Hồi. Sự man dợ này nó tưởng như hồng vệ binh của Trung Quốc trước đây và cũng tương tự như tầng lớp bần cố nông, bị Đảng Cộng sản sách động thời cải cách ruộng đất. Đối với ông Nguyễn Phú Trọng, miệng ông luôn nói là vì dân, nhưng ông lại trung thành với đường lối bạo lực cách mạng. Dù man dợ đến đâu, Đảng Cộng sản cũng sẽ làm, miễn sao là bảo vệ được Đảng. Điều này đã được lịch sử chứng minh qua 78 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng bắt tay với tay sai của Putin, Medvedev. Tuy cả thế giới lên án độc tài Putin, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại vẫn ôm chân Putin. Điều này có lẽ là do sự trung thành đến ngu muội của các đời lãnh đạo Cộng sản Việt Nam với nước Nga. Theo cách họ nghĩ là sự vĩ đại với Nga, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn trân trọng, dành cho họ một chỗ đứng trang trọng. Vì thế, bất chấp thế giới bên ngoài lên án độc tài Putin, thì ông này xua quân chém giết bừa bãi thường dân Ukraine. Vậy mà, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn mời Medvedev, một tên tay sai của Putin, sang thăm Việt Nam. Đến ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đón tiếp Medvedev, dù ông này chỉ là con rối của Putin. Thờ độc tài Putin thì cũng thờ luôn ông đầy tớ của ông ta. Song song với việc tiếp đón Medvedev, ông Nguyễn Phú Trọng còn cho Tô Lâm sang Iran thăm quốc gia độc tài này. Đây là một chính quyền man dợ bậc nhất thế giới, bị thế giới văn minh cô lập, nhưng Hà Nội lại muốn kết nối với quốc gia này. Về mục đích là gì đây? Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 5, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm và làm việc tại Iran. Tại đây, ông Tô Lâm và ông Ahmad, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Iran, đã ký kết Hiệp định Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Iran. Đây là sự ký kết giữa hai bộ có quyền lực và tàn bạo nhất của hai nước. Trong khi ông Phạm Minh Chính được mời dự hội nghị thượng đỉnh G7, thì đây là nhã ý của các nước G7 muốn Việt Nam đến gần hơn với họ. Tuy nhiên, cùng trong một khoảng thời gian, ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt tay với Medvedev và cho Tô Lâm đi Iran, thì rõ ràng ông Nguyễn Phú Trọng ngụ ý tỏ rõ thái độ với khối dân chủ rồi. Khối dân chủ càng lôi kéo, ông Trọng càng ngả về phía độc tài. Không những bắt tay với Medvedev, ông Trọng còn sai Tô Lâm sang Iran. Độc tài giúp Đảng Cộng sản Việt Nam trị dân tốt hơn. Độc tài giúp cho Đảng Cộng sản khiến dân khiếp sợ hơn. Và độc tài giúp cho Đảng Cộng sản tàn bạo hơn. Xem ra Đảng Cộng sản không bao giờ nhìn đến văn minh mà họ cố níu kéo Việt Nam ngả về phía man dợ. Thế giới này đã và đang đi theo tiếng gọi của văn minh. Hầu hết các nước Đông Âu trước đây đã rũ bỏ độc tài cộng sản để đi theo tiếng gọi của văn minh. Những quốc gia cộng sản cũ đã có xã hội tiến bộ hơn rất nhiều như Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia và gần đây là Ukraine. Dù phải trả giá bằng máu nhưng những quốc gia này vẫn cương quyết đi theo tiếng gọi của văn minh. Còn Việt Nam vô cùng bất hạnh khi Đảng Cộng sản vẫn bám vào sự man dợ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tổng Trọng muốn đưa Việt Nam vào thời ăn lông ở lỗ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de